Rồi, xin chào các bạn ha, chúc các bạn cô chú anh chị được sức khỏe ha. Hôm nay lên vài cặp sâm hương nghe cô chú anh chị. Cái này mã số 1 nghe cô chú anh chị, nó ôm cục đá nè. Mã số 1 nghe cô chú anh chị, nó trung tàn thì nói chung nó cũng khá khá rồi ha. Rồi, mã số 1 150k nghe cô chú anh chị. Bán đây không bao tiền ship nghe cô chú. Thì nó dính vô cục đá ha. 150k mã số 1. Mã số 1 nghe cô chú anh chị. Rồi, qua mã. Rồi, mã số 2 là cây mai chiến thủy cô chú anh chị ơi. Với một cây sâm núi ha. Sâm núi này siêu mini nghe cô chú, nó nhỏ ha. Thì nè. Nằm chậu này cũng lâu rồi ha. Nhỏ ha. Sâm núi này thì nhánh chiết nghe cô chú. Cây trái nhánh chiết ha. Viên cây mai chiến thủy thì cũng đi kẽm, nó cũng ok ha. Thì về chú anh chị nuôi thêm 170k ha. Bán này con không có bao tiền ship nha cô chú. Mã số 2 cây sâm núi với một cây mai chiến thủy ha. Cây mai chiến thủy nè, về chú anh chị nuôi cho nó kín mâm là ok ha. Thì cũng nhạo sơ sơ đó rồi ha. 170k. Rồi, một cây sâm núi nữa cô chú ơi. Với một cây sâm hương ha, sâm hương này mạnh tàn ha cô chú. Thì nói chung về cô chú anh chị đi kẽm là cũng ok ha. 160k luôn cô chú ơi. Mã số 3 ha. Cây sâm núi này trái nha cô chú, nó cũng có trái rồi nha. Và nằm chậu này cũng lâu rồi cô chú. Mã số 3 ha. 160k. Con bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú. Mã số 3 ha. Tàn cũng mạnh ha cô chú. Rồi, mã số 4 là một cây sâm hương với một cụm mai chiến thủy, cụm rừng nha cô chú. Cụm rừng mai chiến thủy ha. Nè. Cụm rừng mai chiến thủy ha cô chú anh chị. Viên cây sâm hương. 180k ha cô chú anh chị. 180 này một bệ nha, đó con cắt ra cái nó lên nhiều thân nè. Ghép thành cụm rừng thì nói chung nó cũng ổn ổn rồi ha. Về cô chú anh chị cắt đi nó thành mịn thành ngón lá luôn ha. Rồi, này mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4. Rồi, mã số 5 cô chú ơi. Mã số 5 một cây sâm hương ha. Rễ dài. Một cây sâm hương với một cây sâm núi ha. Thì nằm chậu này cát này, cát xây dựng đắp lên trên thôi chứ không có gì nghe cô chú anh chị. 150k. Cây sâm núi với cây sâm hương ha. 150k. Con bán đây là con không có bao tiền ship nghe cô chú anh chị. Rồi, này mã. Này mã số 5 nghe cô chú. Mã số 5. Rồi qua mã luôn nha. Mã số 6 là một cây hải châu này nhỏ nghe cô chú anh chị. Thì nè. Với một cây sâm hương nha. Sâm hương ba chân. Cây sâm hương ba chân ha, với cây hải châu nha cô chú. Thì nó nằm chậu này cũng ok, rồi về nuôi nó ha. 150k. Hải châu ha với một cây sâm hương nha. 150k. Con bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú anh chị. Này mã số 6 nha. Này mã số 6 nha cô chú anh chị. Cây sâm hương với một cây hải châu ha. Rồi. Mã số 7 là một cây nguyệt quế với một cây sâm hương nha cô chú anh chị. Không, nguyệt quế này thì nằm chậu cũng lâu rồi ha. Với cây sâm hương nha cô chú. Nè, để rễ đó nè. Cô chú anh chị về chăm là nó có bông rất thơm nghe cô chú anh chị. 150k. Con bán này là con không có bao tiền ship nghe cô chú. Này mã số 8 nghe cô chú. Mã số 8. 150k ha. Rồi, với cái nguyệt ha. Với sâm hương. Rễ nó quái nè. Về chú anh chị ghép đá rồi vô cũng ok ha. Rồi. Mã số 9 luôn cô chú ơi. Cây mai chiến thủy, cây này thì lá trung ha.
lá trung hay kim thanh mai con cũng không rành ha. Thì mang thủy nó nhiều giống lắm, nó nhiều loại lắm ha. Này chắc lá trung quá, nó ôm cục cây nha cô chú anh chị. À, viên cây quái ha. Ồ, 170k. Này nó có bông rồi nghe cô chú. Nó về cô chú anh chị cắt thành cái nón lá trên đây nữa là ngon ha. Cắt cắt riết thành nón lá ha. Có cây nhỏ mọt gắm nó lên luôn trong đây nè. Đó. Này mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi, cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha. Tại mấy cái clip trước á, nó bị nó hết dung lượng đó cô chú. Con quên chào cô chú anh chị ha. Rồi, cô chú anh chị có chơi dòng này không? Sắp đế nha. Đây nè, thân nè. Thì cũng có đi kẽm nhạo nhạo nó sơ nha cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị nuôi thêm ha. 200k. 200k nghe cô chú anh chị. Đó, mặt tiền nè. Thì cũng có đi một hai đường kẽm nó sơ sơ rồi ha. 200k. Cô chú anh chị chơi cái này không? Cũng còn vài cái phôi nghe cô chú, cũng nhạo nó sẵn hết rồi, cành phong đồ nè. Thì mình làm nói chung nó cái cây nó cũng không ấy ha. Ô chú anh chị xem nè. To nghe cô chú anh chị. 200k cô chú ơi. Ừ, hai cây ha. Cái này cũng vậy cô chú ơi. Ồ, thầy con có ghim số điện thoại trên tiêu đề ha. Ngày này cô chú anh chị về nhạo ra ha, sắp mâm nó lại ha. Ồ. Cây này đế nó không có được khá nghe cô chú anh chị, mà nó được cái to 170k cô chú ơi. Rồi cái clip tới đây con cũng xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị sức khỏe. Làm cái này con chó nó vô cô chú nên chặn nó lại.